Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuận Quang đây. Trong video hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với bạn một cái lệnh nữa trong AutoCAD. Đó là cái tờ lệnh trong cái tờ lệnh Draw Modify này. Đấy, tờ lệnh này thì mình có để ở dưới phần mô tả của video, các bạn phải download về nhé. Và cái lệnh hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn đó là lệnh Solid, một lệnh tô đặc khối dùng tương đối nhiều ở trong các bản vẽ về kiến trúc nội thất, xây dựng. Đấy, thì cái lệnh này nó chức năng nó như nào và ứng dụng nó ra sao thì các bạn hãy cùng theo dõi. Một ít phút nữa mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Ok, let's go. Đây, bạn hãy cùng mở phần mềm AutoCAD lên. Thì chúng ta có một bản vẽ, ví dụ như chúng ta cần tô đặc những cái cột như thế này. Trường hợp nếu bạn hack những cái phần mà cột là bê tông thì các bạn có thể sử dụng hack. Nhưng nếu với những cái cột mà các bạn muốn thể hiện nó tô đặc, tức là tô nó đậm theo kiểu dạng solid ấy, thì chúng ta có lệnh ngay là lệnh cũng là solid luôn. Đấy, trong hack nó có solid thì nhưng mà bên ngoài thực tế chúng ta có một cái lệnh lẻ, đó là lệnh solid mà không cần phải dùng đến hack. Thế thì thực ra cái solid này với solid ở trong hack thì nó hoàn toàn khác nhau nhá. Đây mình sẽ cùng minh chứng cho các bạn. Đấy, cái lệnh tắt của nó là SO, tô đặc khối, và lệnh đầy đủ là đấy, solid mình đã thể hiện ở đây rồi. Và quy tắc khi thực hiện lệnh là theo kiểu hình chữ Z thì chúng ta phải tô đặc kín được hình. Đấy, ở đây. Thì trong tờ lệnh mình đã thể hiện rất rõ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành. Đấy, ví dụ như chúng ta có những cái cột ở đây đúng không ạ? Ở đây mình sẽ copy một cái mặt bằng nó ra, ví dụ chẳng hạn như thế. Đấy, thì có những cái cột ở đây. Mình xóa những hack này đi đúng không ạ? Đấy, ở đây nó có những cái cột này. Ở đây có những cái vị trí cột này, thấy chưa? Thấy không? Thế thì chúng ta thông thường nếu như các bạn mà vẽ mà những cái cột này mà chúng ta chỉ cần thể hiện là tô đặc thông thường thôi. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể là làm được như bình thường nhá. Ví dụ các bạn vẽ một hình rectangle, ở đây cột này là bao nhiêu ạ? Ở đây mình vẽ ra thử cái cột này là kích thước nó là bao nhiêu ạ? 220 x 220. Đó, thế bây giờ chúng ta vẽ một hình rectangle này, 220 x 220. Đấy, thì bây giờ chúng ta thay vì chúng ta hack, chúng ta sẽ có lệnh SO gõ rất là nhanh. Đấy là cách mình thực hiện. Thì quy tắc thực hiện của nó là nó sẽ tích các điểm này, specify first point, tích một điểm 1 này, tích điểm 2 này, đấy, tích điểm 3 và tích điểm 4. Nếu bạn tích theo kiểu cùng chiều, tức là theo kiểu quay vòng kim đồng hồ thì nó sẽ ra một cái ký hiệu là kiểu như thế này. Đấy, nhưng tuy nhiên cái cột thì chúng ta không thể đào ký hiệu như này được. Thế thì mình có một cái cách khác, đó là quy tắc khác là quy tắc chữ Z, tích điểm 1 này, tích điểm 2, tích điểm 3 và tích điểm 4 thì nó sẽ phủ kín cho chúng ta. Đây, tức là nó sẽ như thế này. Đây là một hình của chúng ta đúng không ạ? Thế bạn sẽ tích điểm 1 ở đây, điểm số 2 đây, điểm số 3 ở đây và điểm số 4 là ở đây. Đấy, nó kiểu như thế này, chữ Z được chưa? Thế thì nó sẽ tô đậm được kín cái hình của chúng ta, tô rất nhanh mà không phải hack khủng các thứ gì, sẽ là player đi các thứ gì cả đúng không? Hay là nhập thông số là tỷ lệ các thứ gì, rất là nhanh, các bạn có thể là move vào đây, move vào vị trí này rất nhanh, rất là nhanh và nguy hiểm đúng không ạ? Các bạn để copy, đấy, các bạn để copy. Bạn để mu vào đây, ăn vào đây, cái này xuống dưới đây, copy xuống dưới đây, phát điểm xuống. Ok, vậy ta đã có được những cái dạng cột kiểu như solid như này, được chưa? Đấy, và bên này bạn phải copy sang nữa thôi. Đó, ăn với ông tường này, tùy các bạn ở đây không biết là cái cột như này nó nằm ở đâu, thì nó nằm ở ngoài này. Đây, cột của nó là như thế này. Đấy, nhưng có một cái cột ở ngoài nữa, tùy theo các bạn có thể đánh rất là nhanh đúng không. Đây là cái lệnh solid, thì cái quy tắc thực hiện của nó là chữ Z các bạn nhé. Mình thực hiện lại một lần nữa này, solid này. Tích điểm 1, tích điểm 2, tích điểm 3 ở vị trí góc này và tích điểm 4. Trường hợp nó là một tam giác thì sao ạ? Trường hợp nó là một tam giác thì các bạn có thể có được 3 điểm nhá. Đấy, solid vẫn có thể tô đặc một cái tam giác được. Tích điểm 1, tích điểm 2, tích điểm 3. Tam giác thì nó không có chữ Z, nó chỉ cần bạn tích đủ 3 điểm và ấn cách, nó kết thúc lệnh thì nó tô đặc cho chúng ta luôn. Đấy là cái lệnh tính năng của lệnh solid này, như là tô đặc khối. Cái hay của cái lệnh solid này nó khác với hack là sao? Nếu bạn sử dụng hack đúng không ạ? Trong cái lệnh hack thì các bạn muốn tô đặc này, ấn H cách này.
thì nó cũng có tính năng là solid ở đây. Đấy. Nhưng nhược điểm của hack này là các bạn phải vẽ một cái đường bo và sau đó các bạn phải hack kín. Nếu mà trường hợp mà với những cái hình khác chẳng hạn thì bạn vẫn phải vẽ đường bo nếu mà sử dụng hack nhá. Còn đối với solid này thì sao? Đấy, thực ở đây là một cái không gian làm việc, mình cũng không cần phải làm gì ạ. Mình không cần phải vẽ một bất kỳ một cái đường bo giới hạn nào cả mà nó vẫn có thể tô đặc được cho ông ta, được chưa? Thì đấy là cái hay của ông solid này, kết quả thì nó là ná như nhau. Thế trong quá trình mình sử dụng làm việc thì mình vẽ ví dụ như những ông cột như này thì mình vẽ sử dụng ông solid rất là nhanh, đấy, rất là linh hoạt, không cần phải sử dụng đến ông hack làm gì cả. Thì đây là một sự lựa chọn mới này các bạn, nó là tính năng của ông solid này. Yeah. Nó thể chọn được 3 điểm theo kiểu tam giác kiểu tô kín được luôn, còn nếu mà chọn tối đa là 4 điểm nha, tối đa là 4 điểm thì nó sẽ kết thúc cái quá trình chọn điểm của chúng ta. Ví dụ chúng ta có một cái hình là polygon như này đúng không ạ, là 6 cạnh như này đấy, thì nó sẽ tô kiểu như nào, nó chỉ có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, hết rồi. Nó không còn chọn điểm nữa là thì nó chỉ tô được phần này thôi, muốn tô tiếp theo nữa thì các bạn phải gì đấy kiểu như này, các bạn phải tích tiếp solid theo kiểu là chữ Z nó như này, 1, 2, 3, 4, kín hình chúng ta. Đối với những cái mà có nhiều góc cạnh mà bạn tô thì các bạn khuyến khích nên sử dụng là lệnh hack các bạn nhé. Thì đây là một cái lệnh tính năng của lệnh solid mà mình giới thiệu đến cho bạn nữa. Thì hy vọng các bạn sẽ thấy là nó có nhiều cái hay để ứng dụng trong quá trình chúng ta làm việc trong AutoCAD. Vâng, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào.